phe mua Bitcoin có còn yếu hay không? Hey, xin chào anh chị và các bạn, lại lạ là Huy đây. Trong video ngày 11 tháng 1 này thì mình sẽ tiếp tục cập nhật về tình thị trường crypto dưới góc nhìn của một người phân tích kỹ thuật ha. Và video này sẽ có chủ đề là phe mua Bitcoin có còn yếu hay không ha các bạn. OK, uh, thì uh, chắc hẳn là anh chị và các bạn tại thời điểm này á đều đang đặt ra cái câu hỏi đó là giá của Bitcoin hiện tại chúng ta có mua vào uh, Oncoin hay là đầu tư Bitcoin được hay không? Thì uh, cùng mình theo dõi trong video này nhé. Thì uh, trong 24 giờ gần đây nhất thì uh, mọi người cũng đã thấy được là Bitcoin đã giảm nhẹ 0,4% và trong 7 ngày gần đây thì Bitcoin cũng như là cả thị trường crypto đều giảm rất là mạnh nha các bạn đây Bitcoin giảm 10,2% và các top coin nó giảm tương đối là mạnh như là Ethereum thì giảm 17,5% Solana giảm 20% các bạn thấy rằng là hầu hết thì những cái đồng Oncoin nó cũng đang chạy theo sóng của Bitcoin ngoại trừ những cái đồng Oncoin mà nó chạy ngược sóng như là Chainlink ha hiện tại Chainlink đang có một cái dòng tiền đổ vào tương đối là lớn nè ok À, và theo một cái khảo sát gần đây mà mình có à, thu thập được thì từ ngân hàng tổ chức à, tài chính lâu đời nhất cũng như là lớn nhất tại Hoa Kỳ đó là JP Morgan á thì các bạn thấy rằng là hầu hết khách hàng của ngân hàng này á đều tỏ ra rất là lạc quan đối với Bitcoin trong năm 2022 và chỉ có hai phần trăm là bi quan bởi vì là lo ngại rằng là Bitcoin sẽ bị ảnh hưởng từ những cái đợt họp sắp tới của Fed ha. Ok, các bạn thấy rằng là có hai phần trăm các khách hàng khảo sát là dự đoán là giá của Bitcoin kết thúc năm 2022 sẽ dưới 10.000 đô. Còn lại, thì giờ có đến là 41% là các khách hàng là của ngân hàng này đang dự đoán là Bitcoin sẽ đóng nén năm 2022 ở mức giá là 60.000 đô các bạn thì qua các khảo sát như thế này ấy, thì chúng ta có thể thấy được là người dân và các cái nhà đầu tư uh, ngày càng là có niềm tin hơn vào Bitcoin và đặt trường hợp là Bitcoin ngày càng mà uh, nếu như mà nó ngày càng thống trị thị phần ở trên thị trường ấy, các bạn nó thị phần của nó là nó uh, thống trị nó được gọi là nó gia tăng so với lại vàng vật chất ấy, thì mình tin rằng là trong tương lai dài hạn Bitcoin sẽ vượt được 100.000 đô thôi các bạn ok à, thì mọi cái phân tích của mình đó chỉ mang cái yếu tố rất là thông tin tham khảo và chia sẻ quan điểm cá nhân của mình à, có thể đúng hoặc là sai ha quyết định là nằm trong tay của anh chị và các bạn và video này không phải là khuyên đầu tư tài chính nhé Tiếp theo chúng ta sẽ xem qua cái tổng quan data on chain và tình hình thị trường crypto. Thì các bạn thấy rằng là trong ngày hôm qua thì giờ cái chỉ số Taker buy sell ratio thì nó đã bắt đầu nó giảm lại sau những cái ngày mà nó tăng mạnh lên như thế này. Thì nó đã giảm lại là cho thấy là phe bán đã bắt đầu là mạnh hơn trong thời gian gần đây. Và chỉ số này nó giảm dưới mức 1 rồi các bạn, nó giảm dưới mức 1 cho thấy là áp lực bán nó đang mạnh hơn so với áp lực mua trên thị trường ha. OK à, về cái vốn hóa thị trường thì chúng ta thấy rằng là vốn hóa thị trường nó đã đóng đến không thời gian tuần rồi, không thời gian tuần nó đóng đến là một cây nến giảm như thế này, nó đã phá khỏi cái giai đoạn là giá nó sideways là giá nó tích lũy ở đây ha, với cây nến mạ này nó bao bọc là có đến tặng là 5 cây nến. Uh, in phía trong và cái đánh tuần vừa rồi nó phá ra nó phá ra mà nó đóng đấy là một cái đánh giảm và các bạn thấy là với cái đánh giảm này chúng ta thấy rằng là nó chưa có được gọi là chưa có có dấu hiệu gì cho thấy là áp lực mua nó quay lại trở lại mạnh mẽ ha hiện tại thì mình vẫn đang thấy là áp lực mua nó đang khá là yếu và nếu chúng ta đầu tư thì chúng ta đầu tư trên không thời gian lớn nhưng không thời gian tuần thì mình vẫn kỳ vọng là giá nó cũng sẽ cũng như là vốn hóa thị trường nó cũng sẽ quay về nó retest lại cái vùng là 1 mươi tỷ đô thì uh, đây là cái vùng được coi là vùng lý thuyết đao tăng trên không thời gian d một xin lỗi các bạn đó là không thời gian tuần và chúng ta cũng đang thấy cái dấu hiệu nguy hiểm đó là dấu hiệu phân kỳ đỉnh giảm giá ha với cái vốn hoa thị trường tại đỉnh sau nó thấp, nó cao đỉnh trước nhưng mà nó không có thể là nó phá mạnh lên được nhưng mà RSI á, RSI và động lượng AO thì đây là hai chỉ báo kỹ thuật mà mình thường hay dùng thì các bạn thấy là nó đang tạo những cái đỉnh sau nó thấp đỉnh trước đây đỉnh sau này nó thấp đỉnh trước trong khi giá nó tạm đỉnh sau nó cao đỉnh trước đây là một cái sự phân kỳ đỉnh giảm giá ha cho nên là khả năng nó sẽ chạy cái con sóng uh, điều chỉnh sắp tới ấy, nó cũng khá là cao và mình sẽ tiếp tục mình chờ mua uh, các đồng altcoin đầu tư theo cái khung thời gian tuần ở quanh cái vùng là 1.259 tỷ đô này ha các bạn đó là trên không thời gian tuần còn trên không thời gian ngày thì mình đang thấy là cái đợt sóng à, hồi phục của thị trường nó đang khá là gần bởi vì á, là cái vốn hóa thị trường trên không thời gian ngày nó đang bắt đầu là nó hình thành nên những cái cây nến báo hiệu là lực mua nó đã quay trở lại nhưng mà nó không có mạnh ha các bạn thấy rằng là có có một cái setup đó là setup bullish fakey với cái à, được coi là cái cây nến cái nến mozer 3, cái nến mẹ nó bao bọc, cái nến insider phía trong. Sau đó thì cái nến ngày hôm qua nó đã phá ra, sau đó nó đóng nến là một cái nến pin ba tăng giá. Đây là một cái áp lực mua từ phía dưới ha, nó đẩy giá lên, nó đẩy cái vốn hóa thị trường lên. Cho thấy đây là một cái cú rũ bỏ trong ngày hôm qua. Giá bitcoin nó đã giảm về là 39.000 ha, 39.700 trong ngày hôm qua các bạn. Và khi mà giá nó tiếp cận lại cái vùng hỗ trợ này, đây là cái vùng lý thuyết đao tăng trên thời gian ngày các bạn thấy đây là một cái vùng mà 1861 tỷ đô mà trước đây mình đã có phân tích với các bạn rồi có khả năng là giá nó sẽ quay trở lại đây nó retest lại một lần nữa và hiện tại thì nó đã retest rồi ha nếu như mà nó thủng cái vùng này luôn nó thủng thủng vùng này thì nó sẽ rơi tiếp về quanh cái vùng 59 tỷ đô ở trên cùng gian tuần và lúc đó thì bitcoin cũng như là cả thị trường crypto nó sẽ rơi vào downtrend trong trung hạn ha thì đó là cái yếu tố mà chúng ta cần cân nhắc và xem xét ha các bạn còn về giá của Bitcoin thì chúng ta thấy là nó cũng đang chạy uh, cái biểu đồ giống như là cái vốn hóa thị trường vậy đó uh, Với cái sự phân kỳ định giảm giá này Giá Bitcoin nó, đã, nó, nó chưa có thể vượt mạnh qua cái vùng là vùng mươi 65.000 Hiện tại các bạn thấy là khi mà nó tăng lên đây thì nó đã giảm trở lại rất là mạnh và tạo nên một cái cú phá vỡ giảm ngay tại cái vùng đỉnh này các bạn à, và khi mà các bạn thấy rằng nó là trong giai đoạn này chúng ta thấy là volume giao dịch nó lại càng giảm như thế này cho thấy là không có một cái áp lực mua mạnh nào cũng như là dòng tiền mới nào nó chảy vào thị trường nhiều ha à, thì hiện tại thì mình cũng đang thấy rằng là bitcoin nó đã vừa phá ra một cái xu hướng được gọi là cái uh, xu hướng mà nó tích lũy nó sai quay trong rất là lâu ha các bạn trong tặng là 5 tuần năm tuần ha, năm cái đánh tuần này nó đã tích lũy trong một cái ngày đánh mẹ này. Thì tuần vừa rồi nó đã phá ra. Hiện tại thì các bạn thấy rằng là giá khi mà nó chạm đúng cái mức Fibonacci 0.618 này ở quanh cái vùng 39.615 đô thì nó bắt đầu nó bật lên trở lại. Cho thấy là có một áp lực mua, à, cũng có người đó, họ sẽ chờ ở quanh cái vùng giá này để họ mua ha. Họ mua trung bình giá chứ họ không phải là họ mua mạnh vàng hay các bạn. À, cho nên là mình thấy là lực mua hiện tại nó nó chưa có mạnh lắm nó chưa có mạnh lắm ha à, và chúng ta sẽ xem qua cái khung thời gian ngày chúng ta sẽ thấy rõ hơn à, trên khung thời gian tuần thì mình vẫn đang thấy là cái việc mà nó quay về nó retest cái vùng 30, 32 ngày cũng khá là cao bởi vì á à, nó là một nó, nó nếu mà nó về vùng 32 000 đô thì nó cũng sẽ lắp một cái cái gap simi ở trên sàn Chicago thì các bạn thấy rằng là, là ở trên sàn Chicago chúng ta đang có hai cái khoản gáp đó là cái khoản gáp ở quanh vòng 24.000 và vòng 33.000 cho nên chúng ta cần lưu ý ha và với cái phân kỳ đỉnh giảm giá này nữa cho nên là mình thấy rằng là cái nhịp điều chỉnh này thì nó chưa có dấu hiệu là nó hồi phục đâu hai các bạn ok à, trên công thời gian ngày á chúng ta thấy rằng là hôm qua nó đóng lấy một cái nến pin ba tăng giá này với cái bóng dưới cũng tương đối dài và nó uh, nó nó giảm về quanh vùng ba mươi chín năm trăm đô và với cái volume dịch thì các bạn thấy là volume dịch nó có cái sự tăng lên nhưng mà hầu hết thì cũng có một cái áp lực mua được gọi là mua lên nhưng mà nó chưa có mạnh thôi các bạn. Các bạn thấy là volume dịch ở khúc này á nó rất là yếu so với lại cái khúc này ha. Khúc này thì volume dịch nó bắt lên này, nó bắt đáy lên rất là mạnh và nó đẩy lên giá của bitcoin nó tăng lên. À, thì hiện tại thì với cái cây nến hôm, hôm qua nó đóng lên pin ba tăng giá này á thì mình thấy rằng là nó cũng bình thường bởi vì là khi mà RSI nó chạm nó chạm cái vùng là vùng quá bán thì nó sẽ bắt đầu nó phản ứng. Phản ứng thì bằng một cái lực được coi là áp lực bắt bắt đáy ha, buy the dip các bạn thấy là hiện tại thì nó nó đang thể hiện như vậy và mình thấy rằng nó chưa có hình thành đi một cái áp lực mua mạnh lên trên thị trường các bạn à, thì mình thấy rằng là với cái mô hình vai đầu vai này nó cũng chưa xác nhận hoàn toàn bởi vì là cái đường đường neckline này này các bạn đường neckline đường màu đen này nó đã phá rồi tuy nhiên là nó chưa có phá hẳn qua và nó hình thành lên những cái đánh binh ba tăng giá như thế này thì giờ chúng ta chưa có xác nhận hoàn toàn là uh, cái cái mô hình giá này nó nó xác nhận ha cũng như là mình vẫn còn chờ khi mà giá của Bitcoin nó giảm mạnh xuống nó thủng luôn cả cái vùng 39.440 này nè Đây là cái vùng giá thấp nhất ở vùng đáy trước ha thì nếu như mà nó thủng qua cái vùng này thì nó sẽ xác nhận đến cái mô hình vai đầu vai và khả năng của nó về nó retest cái vùng 30.000 cũng khá là cao ha Ok thì đó là cái tình uh, hình giá của Bitcoin trong trung hạn uh, trên không thời gian ngắn hạn hơn thì các bạn thấy là giá của Bitcoin nó đã di chuyển như thế này nó tạo một cái lâu lâu như thế này à và với cái cú hồi uh, phục giá từ vùng 40.000 lên vùng 42.500 đô á trong thời gian vừa rồi nó hình thành bởi vì là cái uh, sự phân kỳ tăng giá phân kỳ đáy tăng giá ha của chỉ báo động lượng AO và cái RSI à, cho nên là các bạn thấy là giá nó đã hồi phục lên với cái lượng volume bắt đáy cũng rất là cao khúc này nè nhưng mà so với lại những cái lần trước thì nó không có cao bằng ha các bạn cho nên là chúng ta thấy là volume giao dịch hiện tại nó đang nghiêng về cái phần là phần bán nhiều hơn và vẫn có những cái uh, à, để coi là những cái volume mua nhưng mà nó nó không có mạnh ha các bạn à, chúng ta thấy rõ là volume bán nó hầu hết là đến từ cái chỉ số đó là checker buy share ratio này đây là cái chỉ số mà so sánh giữa tỷ lệ mua và bán ở trên thị trường thì chúng ta thấy rằng nó đang giảm xuống cho thấy là áp lực bán nó đang mạnh hơn so với áp lực mua ha. OK uh, và trên khung thời gian ngắn hạn thì mình đang thấy rằng là cái uh, cái vùng lý thuyết đao giảm đây là cái vùng chuyển xu hướng giảm sang xuống tăng trong ngắn hạn đó là vùng 52.000 thì nó chưa có bị phá qua ha. Chỉ khi nào mà nó phá lên, nó phá qua được thì chúng ta mới bắt đầu chúng ta uh, nghĩ đến trường hợp là giá của bitcoin cũng như là thị trường nó uptrend trở lại. Còn hiện tại thì mình vẫn đang chờ bán khống Bitcoin khi mà giá nó hồi phục liên quanh cái vùng 45 cho đến 47 ngàn và cái vùng 50 cho đến 52 ngàn đô ha. Thì cái này thì mình đã có cập nhật với các bạn trong channel Telegram rồi. Các bạn có thể đọc ở trên channel Telegram à, hoặc là nếu anh chị và các bạn chưa tham gia thì chúng ta có thể tham gia bằng cách là ấn vào đường link mình để dưới phần bình luận của video ha. Cũng như là cái bài viết ở trên website của Mojo ATM đây các bạn có thể truy cập vào các website ATM và có hàng ngày sẽ có một cái bài viết uh, cập nhật về dữ liệu on chain phân tích uh, bitcoin, đô hay là uh, phân tích giá của bitcoin này, ha các bạn có thể vào đây đọc uh, đây là cái bài viết mà được cập nhật từ uh, khoảng thời gian sáng cho nên nó sẽ nhanh hơn nó sẽ cập nhật nhanh hơn các bạn còn video của mình nó sẽ có độ trễ nhất định uh, nhưng mà uh, cái nào nó cũng có cái ưu và nhược điểm của nó ha ok Uh, về cái giá của bitcoin thì uh, trong thời gian ngắn hạn thì mình cũng đã có chia sẻ rồi đó là khi mà giá bitcoin nó tăng lên nó mạnh lên nó phá được cái vùng 52 mươi đô phía trên này vùng lý thuyết đao giảm này thì nó mới quay trở lại xuống tăng ha hiện tại thì nó đang là xu hướng chủ đạo là xuống giảm các bạn ok về cái lượng bitcoin dự trữ trên sàn thì mình vẫn đang thấy là nó đang giảm dần nó đang giảm dần trong thời gian uh, được gọi là trong thời gian từ đầu năm cho đến nay uh, từ tháng uh, các bạn thấy là từ tháng 7 2021 cho đến hiện tại thì cái lượng Bitcoin dự trữ nó đang giảm dần và cho cho thấy rằng là cái nhu cầu của các nhà đầu tư à, giống như cái phần đầu video mình đã có chia sẻ thì các khách hàng của ngân hàng lớn nhất Hoa Kỳ họ cũng đã bắt đầu là rất là lạc quan với Bitcoin và cho rằng là Bitcoin trong thời gian năm nay thì sẽ đóng nén vượt trên cái vùng là 60.000 đô ha à, thì cho thấy là, là các nhà đầu tư cá nhân cũng như là người dân họ đang bắt đầu có niềm tin nhiều hơn so với lại Bitcoin các bạn ok. Video này được đồng hành cùng coi Tám Wallet. Đây là ví multi-chain dùng để lưu trữ tiền mã hóa được đánh giá tốt nhất hiện nay, hỗ trợ lưu trữ coin và token lên đến 30 chain khác nhau. Trên ví Chiến Tám, các bạn có thể swap mua bán token nhanh chóng, tiện lợi và còn nhận được điểm thưởng ở mẫu lệnh swap đó. Điểm thưởng sẽ dùng để nhận những phần quà đến từ Coi98. Các bạn có thể tìm hiểu, tải về Coi98 Wallet trên App Store hoặc Google Play và nhập mã giới thiệu ở dưới phần mô tả video để ủng hộ kênh nhé và hôm qua thì các bạn thấy rằng là có được gọi là có rất là ít Bitcoin được nạp lên sàn và mình thấy rằng là số lượng này thì nếu chúng ta nhìn trung hạn hơn chúng ta nhìn trong từ cái khoảng thời gian này ha thì lượng Bitcoin mà rút ra khỏi các sàn giao dịch đó, nó lớn hơn nó cao hơn rất nhiều so với lại lượng Bitcoin được nạp lên các bạn thấy này rất là rõ ràng là khi mà giá Bitcoin nó bắt đầu nó tăng lên thì có một lượng lớn Bitcoin được nạp lên này à, thì khúc này thì giá nó bắt đầu nó à, bán mạnh ở khúc này nó nên nó tích lũy xin lỗi các bạn đó là nó bắt đầu nó bán rồng ra khúc này và nó khiến cho giá Bitcoin nó giảm rất là mạnh ha từ quanh có 52.000 quanh giảm về quanh 40.000 các bạn giảm đến tận là 12.000 đô trên một Bitcoin thì các bạn thấy rằng là nếu chúng ta nhìn rộng ra thì chúng ta thấy rằng là từ cái khoảng thời gian mà uh, từ cái đợt mà rũ bỏ ở quanh cái đoạn là giai đoạn là tháng 5 cho đến tháng 7 2021 thì lúc đó thì giờ nếu chúng ta tính tổng lại chúng ta thấy rằng là cái lượng Bitcoin đang được rút rồng chứ không phải là đang được nạp rồng ha và chúng ta thấy rõ hơn ở giai đoạn là khúc này đó là cái lượng dự trữ Bitcoin đang sàn hay các bạn Uh, về cái lượng mà lượng dự trữ Bitcoin bởi những tay to ở trên thị trường giống như là các thợ đào á các bạn thấy là các thợ đào hiện tại họ đang tính, uh, họ đang nắm giữ rất là nhiều Bitcoin hiện tại là đang nắm giữ đến tặng là một gần 1 triệu sáu tám trăm sáu mươi ngàn cái đồng Bitcoin ha các bạn thì các bạn thấy là hiện tại khi mà giá nó giảm này thì cái lượng dự trữ Bitcoin nó đang tăng lên cho thấy là có một cái lượng lớn tích lũy Bitcoin đến từ các cái vị vị thế của thợ đào ha thì giờ khi mà thợ đào họ tích lũy họ vẫn đang có niềm tin với lại giá của bitcoin và họ nghĩ là bitcoin nó sẽ tăng lên và khi mà giá bitcoin nó tăng lên á, thì họ sẽ mới bắt đầu là họ bán ra ha giống như cái đoạn, giai đoạn này thì các bạn khi mà giá bitcoin nó bắt đầu nó tăng lên thì họ bắt đầu là họ nạp bitcoin lên sàn và cái lượng dự trữ bitcoin từ thợ đào nó giảm rất là mạnh và họ nạp lên sàn để họ bán từ từ ra họ bán từ từ ra các bạn chứ họ không có bán một mạch cho nên chúng ta cần lưu ý Uh, thì uh, hiện tại thì uh, đấu với giai đoạn này thì mình thấy rằng là thợ đà họ vẫn đang có niềm tin cho nên chúng ta không có việc gì chúng ta phải lo sợ trong trung và dài hạn ha uh, thì nếu như mà nó trong trung và dài hạn, trong trung hạn uh, uh, thì mình chắc chắn là nó cũng sẽ có những cái đợt điều chỉnh còn dài hạn thì mình tất nhiên là mình cũng sẽ tin vào bitcoin và mình có niềm tin là bitcoin nó có khả năng là nó sẽ tăng lên vượt 100 trăm đô trong cái thời gian là rất là lâu ha có thể là trong tương lai dài hạn một năm hoặc là hai năm nữa các bạn ok và với cái lượng mà những cái địa chỉ ví mà nạp bitcoin lên sàn á các bạn thấy là trong cái thời gian gần đây thì nó rất là thấp, nó rất là thấp cho thấy là cái khi mà giá bitcoin nó càng giảm như thế này thì có rất là nhiều nhà đầu tư là họ không muốn bán bitcoin ở trong cái thời điểm này và họ có có cái xu hướng là họ sẽ uh, nắm giữ và họ tích lũy bitcoin thêm chứ họ không có bán bitcoin đây ha. Cho nên là trong trung và dài hạn thì uh, cái uh, áp lực bán từ những cái holder đó, hiện đang nó đang giảm mà các bạn còn trong ngắn hạn thì chúng ta thấy rằng là áp lực bán nó đang mạnh trong ngắn hạn ha thông qua chỉ số là checker by sale ratio đây là cái tỷ lệ mua bán ở trên thị trường các bạn cho nên chúng ta cần lưu ý hai cái chỉ số này nó đang được gọi là đối lập chỉ số này á nó đang được gọi là nhìn chúng ta quan sát trong ngắn hạn còn chỉ số mà liên quan đến cái nó liên quan đến cái số lượng ví mà nạp bitcoin sàn để bán thì nó ra bắt đầu nó giảm dần cho thấy là trong trung và dài hạn thì uh, các nhà đầu tư họ vẫn được gọi là không có bán, muốn, không có muốn bán bitcoin, không có muốn nạp bitcoin sàn để bán ha các bạn. Ok. Và một cái được gọi là một cái chỉ số liên quan đến các cái uh, tổ chức lớn như là blockfi. Đây là một cái tổ chức mà được coi là rất là lớn trên thị trường cũng như là một cái nền tảng mà cho vay ở trên thị trường crypto này ha. Thì các bạn thấy rằng khi mà cái uh, lượng dự trữ bitcoin ở trong những cái ví phải nó tăng lên, nó tăng lên cho thấy là cái cái việc mà tích lũy bitcoin đang rất là mạnh và khả năng tăng giá nó sẽ rất là cao còn trong thời điểm hiện tại các bạn thấy nè sau một cái đợt mà cái lượng dự trữ này nó giảm mạnh cho thấy là cái áp lực mà nạp bitcoin lên sàn á các sò dịch để bán ra hoặc là bán qua otc á nó sẽ rất là cao cho thấy là cái lượng này nó giảm dần ha nó giảm dần thì giá bitcoin nó đã giảm trong cái giai đoạn đó trong suốt cái giai đoạn này luôn ha còn trong giai đoạn hiện tại thì mình đã vẫn đang thấy là có một lượng lớn bitcoin đã bắt đầu là được tích lũy trở lại rồi nè các bạn thấy là khi mà nó tăng lên trong những ngày vừa qua thì hiện tại thì mình đang thấy là có một lượng lớn bitcoin đã được tích lũy ở trong những cái uh, nền tảng blog file uh, cũng như là Bank research này ha ok thì đây là một cái tín hiệu dấu hiệu tốt ở trên thị trường giống như là cái lượng mà được nạp lên uh, những cái địa chỉ ví mà nạp lên uh, nạp bitcoin liên sản nó cũng đang giảm cũng như là cái uh, các thợ đào vẫn đang tích lũy bitcoin ha thì uh, được coi là ba cái này nó đang uh, thuận theo cái việc đó là các nhà đầu tư tổ chức cũng như là cá nhân á họ đang có nhu cầu về bitcoin rất là cao họ đang muốn nắm giữ và họ đầu tư về bitcoin trong thời gian là trung và dài hạn các bạn còn ngắn hạn thì tất nhiên á thì chỉ dành cho những bạn trader thôi ngắn hạn thì mình đã có chia sẻ rồi thì trong ngắn hạn thì cái xu hướng chính vẫn đang là xu hướng nghiêng và giảm giá chỉ khi nào mà nó phá lên được cái vùng 52.000 đô thì lúc đó xu hướng uptrend nó mới trở lại thì đó là đối với những bạn trader trong ngắn hạn ha còn trong trung và dài hạn thì mình vẫn đầu tư theo những cái không thời gian lớn như là không thời gian ngày không thời gian tuần cũng như là không thời gian theo tháng ha Uh, và cái tiếp theo sẽ là cái tỷ lệ uh, những cái uh, vị thế mà sử dụng đồng vảy cao ở trên thị trường thì các bạn thấy là khi mà chỉ số này nó đã bắt đầu nó tạo những ATH đây các bạn thấy là khi mà chỉ số nó bắt đầu nó tạo những ATH này ATH mới thì nó khi mà nó xảy ra một cái cú crash á, thì giá của bitcoin nó cũng sẽ xảy ra những cái đợt sóng điều chỉnh rất là mạnh ha thì trong thời gian gần đây các bạn thấy mình cảnh báo rất là lâu rồi là khi mà chỉ số này nó càng tăng lên nó càng tạo lên những cái ATH mới thì lúc đó chúng ta nên cần cẩn thận bởi vì là những cái vị thế mà long bitcoin mà sử dụng đồng bãi cao ấy, uh, hoặc là short bitcoin mà sử dụng đồng bãi cao thì khi mà giá nó tăng hoặc là giảm mạnh thì nó sẽ tồn tại nên một cái áp lực bán hoặc, là những cái áp lực mà à, đóng vị thế chốt lời bất cứ lúc nào đó không phải là một cái dấu hiệu tốt đối với những nhà tạo thị trường các market maker ha cho nên là nó sẽ xảy ra những cái cú mà thanh lý những cái vị thế những cái vị thế đó khí như thị trường nó sẽ xảy ra những cái con sóng điều chỉnh hay các bạn cho nên chúng ta cần lưu ý à, hiện tại thì mình vẫn đang thấy là chỉ số này nó bắt đầu là nó điều chỉnh rồi và lúc này thì giá bitcoin các bạn thấy là nó điều chỉnh rất là mạnh rồi ha cho nên chúng ta cần lưu ý thì chỉ số này nó đang cảnh báo chúng ta thì nó sẽ cũng sẽ có những cái đợt sóng crash rất là mạnh mà chúng ta cũng nên đề phòng chúng ta chia vốn ra chúng ta đầu tư và chúng ta chia vốn chúng ta mua ha chứ không nên chúng ta không nên là mua uh, một cục oning vào hai các bạn chúng ta không nên làm như vậy về các thị phần của USDT đây là một cái dòng stablecoin rất là quen thuộc đối với anh chị và các bạn trên thị trường ha uh, thì thị phần USDT ấy, thì chúng ta thấy rõ là cái nhánh tuần vừa rồi nó đóng lấy là một cái nến tăng Uh, nó phá khỏi cái, cái setup đó là setup in sai đây là một cái giai đoạn tích lũy của thị phần usdt ha. thì khi mà nó đóng đến fit tích được coi là nó đóng đến vượt qua cái cái đánh mẹ này rồi đóng đến cái đánh tăng thì cho thấy rằng là cái xu hướng của các nhà đầu tư ấy, hiện tại họ vẫn đang có xu hướng là nắm giữ usdt stablecoin nhiều hơn và chúng ta sẽ cần quan sát khi mà thị phần usdt nó, nó tiếp tục nó tăng lên đến cái vùng là kháng cự này là quanh cái mốc bốn trăm sáu ba cho đến bốn trăm bảy mươi phần trăm ha. thì lúc này chúng ta mới quan sát có một cái tín hiệu nào đó nó báo hiệu là thị phần USDT nó sẽ giảm á, thì lúc đó mình mới bắt đầu là mình mua mạnh vào. còn hiện tại thì mình chỉ mua được coi là mình mua rải rải ra thôi ha các bạn. À, thì đây là cái thị phần mà chúng ta thấy rằng là rất là uh, có ít trong cái việc mà chúng ta dự đoán thị trường nó uh, pump hoặc đâm ha như cái lúc này này các bạn khi mà cái thị phần USDT mà nó giảm từ cái giai đoạn là tháng 9 2020 đến tháng 4 2021 thì lúc đó thị trường bullish rất là mạnh ha Bitcoin tăng từ 10.000 lên đến 65.000 on thì tăng một uh, nhân 10 lần nhân trăm lần cũng có ha như là Solana tăng rất là mạnh uh, thì khi mà cái thị phần này nó tăng lên nó tăng lên đó là giai đoạn từ tháng tháng, tháng 5 cho đến tháng 7 thì lúc đó thì uh, giai đoạn thị trường nó uh, để coi là nó không có À, có nhiều đặc biệt mà khi mà nó xuất hiện cái dấu hiệu là đó để chiều à, nó giảm trở lại thì lúc đó thị trường nó bắt đầu nó pum rồi thì lúc đó thì các bạn thấy rằng là cái địa phần USDT này á, nó rất là ít ít cho mình và các bạn à, các bạn có theo dõi mình trong thời gian mà thời gian lâu rồi à, trên một năm thì chúng ta thấy rất là rõ là thị phần USDT nó đang giúp ích với chúng ta rất là nhiều ha thì đây là trên không thời gian tuần là không thời gian dài hạn à, không thời gian trung hạn hơn thì chúng ta thấy rằng là thị phần USDT nó bắt đầu nó có những cái dấu hiệu uh, có áp lực mua và áp lực dùng USDT để mua oncoin và bitcoin ha thông qua cái setup mẫu hình đó là bearish fakey đây là cái mẫu hình mà cho thấy là cái sự phá vỡ giả mang chiều hướng là giảm đi mà mình mang chiều hướng là giảm cái thị phần của USDT, đây là cái tín hiệu rất là tốt, nhưng mà cái setup này nó không có nằm trong cái vùng được coi là cái vùng mình kỳ vọng, đó là vùng màu đỏ phía trên này ha, quanh cái vùng 4.4 cho đến 4.7%, hiện tại thì mình vẫn đang thấy là lúc này mình vẫn đang mua từ từ vào, mua từ từ vào ha, khi mà nó có những cái setup như thế này, đó là setup bearish flagi, đây là cái mẫu hình mà được coi là tương đối là mạnh trong cái hành động giá Breaker uh, này các bạn, uh, hiện tại thì mình vẫn uh, mua vào. Trong cái giai đoạn này, đầu tiên là mình có thông báo với các bạn trong channel Telegram rồi Hôm nay thì mình đã có mua vào là C98 và cái đồng coin của sản ftx à là STT ha à, Trong giai đoạn này thì mình cũng mua STT vào để mình à, chơi io luôn Cho nên là đó là một cái việc mà chúng ta skin in the game ha à, Đối với lại crypto à, Ok, à, thì à, mọi cái phân tích của mình đó, trong video này chỉ mang yếu tố là thông tin tham khảo Và chia sẻ quan điểm cá nhân của mình Quyết định là, là nằm trong tay của các anh chị và các bạn ha Và video này không phải là khuyên đầu tư tài chính và video này của mình. Đây là kết thúc và hy vọng là mình đã mang đến những cập nhật bổ ích nhìn các bạn. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy dành 5 giây để nhấn like, subscribe ủng hộ cho kênh mình ha. Ngoài những cái video phân tích á thì chúng ta có thể là xem qua những cái chuỗi video series ở trên uh, trên kênh YouTube của Money ATM để chúng ta nâng cao kiến thức về trading và đầu tư crypto ha. À, các bạn cũng có thể là comment những cái đồng oncoin mà các bạn đang hold và muốn mình phân tích ở các video sắp tới thì mình sẽ phân tích ha. Xin chào bạn lại anh chị và các bạn trong các video tiếp theo.